Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo các cược trận đấu tại vòng 2 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Burnley. Sự trở lại mạnh mẽ của Liverpool trong mùa giải này đã được chứng minh sau chiến thắng 3-0 vừa qua trước Norwich. Với sự xuất sắc từ phía Jacob và sự thiếu chắc chắn của Burnley, cuộc đọ sức sắp tới giữa hai đội đang mang nhiều lợi thế dành cho đội chủ nhà. Soi kèo bóng đá Liverpool gặp Burnley tại trận vòng 2 Ngoại hạng Anh 2021-2022, thời gian diễn ra là 18:30 ngày 21 tháng 8 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Liverpool gặp Burnley, phong độ của Liverpool 5 trận gần nhất. Với sự trở lại của hàng loạt các trụ cột trong đội hình, Liverpool đang lấy lại sức mạnh vốn có. Chỉ thắng 3-0 ngay trên sân của Norwich vừa qua, cho thấy Jacob không cần quá nhiều sức mà vẫn có thể có chiến thắng dễ dàng. 5 trận đấu gần nhất, đội có 3 thắng 1 hòa và 1 thua, ghi được 11 bàn và để thủng lưới 6 bàn. Với cách chơi như vậy, rất có thể Liverpool sẽ dễ dàng mang đến sự tin tưởng. Phong độ của Burnley 5 trận gần nhất. Trận khai màn mùa giải của Burnley đã kết thúc không như ý, họ đã phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến đội bóng gặp khó khăn hơn nhiều ở các trận đầu mùa. Đối thủ sắp tới sẽ là một câu lạc bộ rất mạnh, Liverpool. Vì thế cơ hội có điểm của Burnley là rất thấp. 5 trận đấu gần nhất, đội bóng có 2 thắng, 2 hòa và 1 thua. Thực tế các trận thắng chỉ ở các trận giao hữu, còn lại những trận chính thức gần đây hầu hết là các thất bại. Soi kèo tài xỉu Liverpool gặp Burnley. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1.25. Người chơi đặt tài sẽ cược 0.94 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.85 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3 hòa. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0.98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.96 nếu trận đấu ra xỉu. Trong 5 trận đấu vừa qua, Liverpool có cho mình 3 trận ra tài và 2 trận ra xỉu. Bên kia chiến tuyến, Burnley có 2 trận ra tài và 3 trận ra xỉu trong 5 lần ra quân gần nhất. Liverpool đã trình diễn lối chơi quá thuyết phục ở trận mở màn, họ bẻ gãy đơn giản các pha tấn công của đối thủ và dễ dàng ghi các bàn thắng để giành thắng lợi. Burnley đang chỉ có một bài bóng bổng và khi gặp hàng phòng ngự có chiều cao tốt thì họ dường như bất lực. Vì thế khả năng kèo tài ăn cược và một trận đấu dễ dàng cho Liverpool là hoàn toàn có thể xảy ra. Soi kèo nhà cái châu Á tại Sky88. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho cọc cả trận là 2 hòa. Liverpool nằm cửa trên và chấp Burnley 2 trái. Đây là mức chấp rất lớn, nhưng khả năng Liverpool có thể làm được là hoàn toàn có thể xảy ra sau những gì đội bóng đã thể hiện. Vì thế cửa Liverpool và kèo tài nên được người chơi cân nhắc. Nếu để chắc chắn hơn thì người chơi có thể chọn mức kèo phụ ở mức chấp 1.75. Đây là những nhận định của chúng tôi, còn lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi xuống tay. Dự đoán tỷ số trận đấu, Liverpool thắng 4-1 Burnley. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em nhớ chỉ nên xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!